Mừng các anh chị phụ huynh đến với kênh Học Liệu Tiểu Học. Nhân dịp đầu năm học mới, trong video hôm nay mình xin được hướng dẫn chi tiết các anh chị cách nộp các khoản thu đầu năm cho con em mình tại nhà qua ứng dụng VnEdu Connect mà chúng ta không cần phải đi đến trường để nộp. Điều này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta sẽ chủ động trong công việc của mình, đặc biệt là sẽ tiết kiệm được thời gian. Cách thực hiện như thế nào thì sau đây xin mời các anh chị phụ huynh chúng ta chú ý theo dõi. Để thực hiện được việc này thì đầu tiên các anh chị chúng ta hãy cài đặt ứng dụng có tên là VnEdu Connect. Thì các anh chị nào cài đặt xong thì nó sẽ có biểu tượng như thế này. Còn anh chị nào chưa cài đặt thì chúng ta click vào đường link ở phía dưới bình luận á, mình có để đường link hướng dẫn chi tiết cách chúng ta cài đặt ứng dụng VnEdu Connect. Các anh chị chúng ta có thể click vào đó để chúng ta xem cái cách chúng ta cài đặt ứng dụng này. Để cài đặt và sử dụng được ứng dụng này thì các anh chị chúng ta phải tham gia cái sổ liên lạc điện tử tại trường. Thì sau khi cài đặt xong, chúng ta mở ứng dụng này lên. Tiếp theo từ giao diện của phần mềm, các anh chị chúng ta click vào biểu tượng thanh toán. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện các cái khoản thu mà ở trường sẽ thu. Trước tiên các anh chị chúng ta chọn các cái khoản thu để mình tham gia. Ví dụ mình tham gia bảo hiểm y tế thì chúng ta click vào bảo hiểm y tế. Chúng ta đóng phí vệ sinh thì chúng ta click vào phí vệ sinh. Chúng ta tham gia bảo hiểm tai nạn học sinh thì chúng ta chọn click vào. Chúng ta tham gia sổ liên lạc điện tử, chúng ta click vào. Nói tóm lại là các anh chị phụ huynh chúng ta nộp cái khoản nào thì chúng ta tích chọn khoản đó. Xong rồi chúng ta click vào thanh toán. Thì nó sẽ hiện cái số tiền của mình là tổng cộng 838.200 đồng. Xong rồi chúng ta tích vào ô vuông. Bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với thỏa thuận người sử dụng và chính sách quyền riêng tư của VNPT Money. Chúng ta click vào đây. Xong chúng ta chọn tiếp tục. Phương thức thanh toán có nhiều cái phương thức. Thì theo các anh chị chúng ta có cái sử dụng những cái phương thức nào thì chúng ta chọn phương thức đó. Thì thông thường các anh chị chúng ta sẽ chọn qua thẻ ATM và tài khoản ngân hàng. Xong rồi chúng ta sẽ tìm đến cái ngân hàng của mình đó để chúng ta liên kết. Các anh chị chúng ta sử dụng thẻ ở ngân hàng nào thì mình chọn cái ngân hàng đó. Chọn ngân hàng xong chúng ta click vào tiếp tục. Tiếp theo các anh chị lấy thẻ ATM của mình ra và điền đầy đủ thông tin theo mẫu, gồm có tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành. Xong rồi chúng ta click vào thanh toán. Thì nó gửi cho mình cái mã xác thực OTP. Chúng ta nhập cái mã OTP vào. Xong rồi chúng ta click vào tiếp tục. Lúc này nó báo thanh toán thành công. Như vậy là chúng ta đã nộp các cái khoản thu đầu năm cho con em mình thành công. Các anh chị thấy chúng ta rất là tiện lợi. Mình có thể là ngồi ở nhà hoặc là chúng ta ngồi ở quán cà phê hay bất cứ đâu. Thì chúng ta chỉ cần có cái điện thoại, có kết nối Internet. Chúng ta có thể nộp các khoản thu đầu năm cho con em mình một cách nhanh chóng, tiện lợi. Cuối cùng xin chúc các anh chị chúng ta sẽ thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.